Có đây nha, con này gọi là con nàng cào của mình. Người ta đặt một cái tên là con nàng cào thì nói với anh em phải biết là nàng cào là trước cái thằng chủ cũ trước nuôi nó ấy, chủ đầu tiên nuôi nó từ nhỏ ấy. Thì con này là nó rất là quài, nó nhỏ nhỏ ra như họ chuyên mang đến nó đi tìm ruồi tìm viết đây. Thì cái tên dân tộc của mình gọi là con ruồi là con nàng cào thì người ta mới đặt luôn cái tên ruồi. Thì người ta cứ gọi là nàng cào này. Nó chuyên đào ruồi với lại chuyên cày cáo. Với lại về sau là họ mang đi nó vào rừng tìm con ruồi thì nó cắn con dê, tầm đuổi dê đuổi lợn nhà cắn kinh khủng. Nên là mình mới có một thằng bạn ở trong đó, trước mình đã từng đi bắt vài con ở trong cái thôn đấy không. Thì về sau là họ mới giới thiệu cho mình, là mình mới gọi cho thằng bạn là bảo là khu ở trên bạn có con chó nào chuyên sang dê, chuyên cắn dê cắn lợn nhà người ta chán nuôi rồi khó trông rồi người ta muốn bán không. Thì thằng bạn mình đã bảo là nếu mà bạn thích mua thì lên đây mua xem, ở trên này có hai con, nếu mà cái gì không biết nhỉ, chuyên dê với lại lợn nhà thì càng kinh khủng luôn, càng càng con to rồi họ đang muốn bán, thế là mình cũng lên xem kịp thời mà mình mua được. Vì từ trước đến giờ mình chọn những chú chó sang giỏi nhé thì nó chuyên là cắn dê cắn thú nhà, nó hang quá nên là nó đã gặp thú nhà nó cắn kinh khủng, khi đã không có thú rừng thì nó cắn kinh khủng. Mình nói ví dụ thôi, từ trước cái con dinh mà bán cho thằng em Nguyễn Hiếu á, con dinh đấy cũng ở cái khu đất của mình đi, mình giới thiệu cho họ lên đây mua con đấy ấy. Ở chỗ cái lưng của nó ấy, ở chỗ cái lưng ở đây của con dinh ấy, nó có một vết sẹo to đùng, đấy là ngày xưa là đi cắn dê của họ nhá, cắn dê cắn lợn nhà của họ, cắn dã man ở trên đùi. Thế là nhưng mà đám may thì con đấy họ chém một phát vào lưng không chết, không thì cũng đã chết từ lâu rồi con dinh đấy. Chuyên cắn dê cắn lợn của họ, cắn hàng con lợn chết, con lợn lợn cỏ ta mà người ta nuôi ở trên trang trại thì nó cắn chết mấy con mẹ, nó tầm 40-50 cân nó cắn chết luôn. Nên là những con chó nào mà giỏi thì đa số là những chó mà nó chuyên cắn thú nhà, nó ở nhà nó cắn kinh khủng. Như con này từ lúc mình bắt về là nó cũng cắn chết mèo thì chắc vào tầm 5-6 con rồi. Cắn chết hết mèo hàng xóm xong lại cắn mèo nhà mình. Xong ở ngay cạnh nhà mình thì họ cũng có nuôi một đàn dê nhưng mà họ bán hết, còn một con cái to chắc vào tầm 30 cân. Nếu mà hôm nọ cũng tối mình đi làm về nên là mình bảo chắc là giờ đấy là họ đuổi dê về chuồng là mình lại sơ ý thả ra cho nó đi ỉa. Nên là nó cũng đã từng chạy đi cắn nhưng mà hàng xóm người ta nhìn thấy người ta lại đã đuổi cho. Không thì mình chắc mình lại mất tiền dê. Nó từ trước là chó hàng xóm của mình không cắn đâu, nhưng mà cứ thấy con này đi cắn phát là cả chó hàng xóm đây chạy đi cùng nhau hộ mà cắn, cả nó dê mẹ cả người nó chỗ nào cũng thấy còn vết máu. Con quài này nhìn quá quài luôn, nhưng tại sao người ta họ bảo là sao bé thế mà mình lại bán đa thế. Nhưng nói với anh em phải hiểu cái này, mình mua một đôi ở trên đấy về là mình mua cả đôi thôi, không phải là một con này đâu. Có con cọc, nó đôi nó cọc cọc với lại nó màu vẻ như này, chó to hơn vào tầm 16-17 cân nhưng nó non chó. Nên là mình đã bán con đấy cho ông anh Tuyên ở dưới Hà Nội ấy. Nó mua con đấy mình để lại cho nó mang về làm chó cạnh đổi mèo để viết. Nên mình để con còi đôi giày này mình mang về. Hai con mình bao có 7 triệu thôi nha anh em nha. Nhưng bây giờ con này họ giá hơn 8 triệu mình không bán. Mình nói chung ra là con nào nó có cái giá của nó thôi. Mình không phải là ăn dày, nhưng mà một con chó là mình đã bắt về, con nào có con là mình bắt mấy triệu về mình cũng bán chục triệu, mình bán 2-3 triệu hay 1-2 triệu cũng có. Nhưng có con thì mình bắt 1-2 triệu mình cũng bán hơn chục triệu cũng có. Nó tùy theo con chó nó đổ xăng của nó lì nào. Cái này nói phải đưa anh em nhờ tối đi sang cày sang cáo viết thì nếu mà có mùi là nó
Đuổi thì chắc anh cũng không phải chê mà kể cả là cứ đuổi hươu đuổi lợn. Hươu thì nói chung ra mình khẳng định nó đuổi 100%, nhưng mà mình nói với anh em là những anh em chưa từng đuổi hươu thì anh em không hiểu đâu, mình là một người thợ chuyên đi đuổi hươu, kìa chó nó giỏi như nào giỏi. Hươu thì nó chạy nó không như con lợn, lợn thì mình đảm bảo con chó nào đuổi dai thì đuổi vài tiếng đồng hồ, đuổi cả ngày cả buổi nó cũng đuổi được luôn, nhưng mà con hươu ấy thì đuổi một lúc nó lại đảo dấu nha, tầm 5-10 phút nó đảo dấu phát nó chạy lại một phát theo lại cái lối cú của nó về, thì nếu mà chú chó nào mà chưa chưa đuổi nhiều thì nó đuổi một lúc là nó mất hướng luôn, mất dấu luôn, không tìm được nữa. Nên là con này mình cũng sẽ có thời gian mình mang đi đuổi hươu. Chó này gan lắm, chó gan thì anh em nếu mà đa số anh em cũng có mấy một người có một cái kinh nghiệm riêng để chọn một chú chó, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình chọn thì khác anh em nha. Kinh nghiệm mình chọn chó săn đuổi hươu rồi đuổi lợn thì mình chọn khác anh em thì nói chung là mỗi người chọn một kiểu. Mình thì đa số là một con chó này, một cái thứ cái đầu tiên nhất là cái bộ đầu này, cái thứ hai nhất là cái đuôi này với lại cái lông, bộ lông này. Cái thứ ba là cái có một phần nó ở trong đàng đít ấy. Thì mình chỉ có ba điều đấy thôi, còn anh mình mua chó to chó nhỏ mình không quan trọng về cái vấn đề đấy, chủ yếu là nhìn cái tướng của con chó nó phải làm loại nào. Hôm nay là có thời gian, trời này trời đang mưa ầm đấy, thì có thời gian thì mình có thể coi con này cho anh em nhìn thấy một chút. Nếu mà chó này nói chung chưa kinh nghiệm lắm đâu nhá anh em nha, mình cứ nói thẳng với anh em là mình không lừa dối anh em, chưa kinh nghiệm lắm bởi vì nó chưa từng đi nhiều nên chưa cám nhiều. Mình chỉ biết là nó săn rất là dai thôi, còn gọi là cái kinh nghiệm mà nó đánh hơi lạnh rồi lại ví dụ mình đuổi được 2-3 tiếng đồng hồ mình bỏ ở đây xong cho nó nghỉ trát mình lại mang nó chỉ đúng cái dấu thì mình chưa khẳng định. Nếu mà từ cái giá với lại nó đánh trống lợn rừng, nó đánh hơi lạnh cực kỳ giỏi đấy, khả năng không có cái giá 10 triệu đâu nha. Còn nếu mà đã trống lợn 100% thì chắc chắn nó cũng dưới con dinh một tí thì cũng không bao nhiêu, mà nó hơn cũng không bao nhiêu, nhưng mà chắc phải có dưới 20 triệu hoặc là trên 20 triệu nếu mà đánh trống cực kỳ đẳng cấp. Nhưng anh em mà ai muốn thử hoặc là có những cái con lợn rừng không cần to lắm đâu, có tầm loại hơi á mà tầm 50 cân lợn rừng lai mà nó không không đi rừng được để biết cái độ đánh của nó ấy, thì anh em có lợn rừng lai nào loại hơi già già mà già rừng một tí thì anh em có thể cho thử bình thường, nếu mà không đánh thì mình không lấy tiền nha. Lợn rừng lai ghê, có khi nó còn đánh ác hơn cả lợn rừng xịn ở rừng già. Loại lai mà các bác thì cứ chọn những cái con mà từng S1, S2 đi. Đấy. Mình sẽ cho đi đánh thử cho các bác xem. Con này với cái con vàng vàng kia thì mình dám khẳng định 100% là không biết là có chạy có gian trống từ đầu đến cuối không, nhưng mà mình cũng muốn cho các bác nhìn thấy xem là nó đánh như thế nào. Nếu mà không dám đánh lợn đấy thì lợn rừng cũng không bao giờ dám đánh. Trước kia mình đi sang không nói về cái loại lợn rừng lai hay loại lợn cọ, mình lợn đem kia thôi, những chó nào mà đã sợ lợn rừng thì bị những cái con đấy dọa một hai trận là nó chạy luôn, nó không bao giờ làm nha. Nhưng có rất nhiều anh em người ta cũng đã từng nói với tôi là chó săn lợn lai đấy thì chó ngu cũng sang được, nhưng mà các bác nói nhầm đấy, các bác chắc cũng chưa kinh nghiệm chơi chó. Những chó mà ngu thì mình đây đã từng cho nó đuổi rồi. Chứ mình thì đã từng nuôi cái loại lợn rừng lai nó đỏ đỏ ấy, tầm 30 cân rồi, chui vào bụi rừng thì nó đuổi một phát hai phát là chó chạy ra ngoài là không bao giờ vào, là không vào luôn. Nhưng con nào chỉ có con nào mà nó gan nó ác thì nó mới đánh từ đầu đến cuối, lợn đuổi nó chạy xong rồi tiếp tục nó lại vào đánh ở ẩn, những chó đây mới đánh được, còn chó ngu không phải là chó ngu nào đánh được. Về sau mình phải nhờ mấy bác, lúc đấy mình chưa có chó sang nhiều nha, mình nhờ mấy bác chỗ khác nó mang chó lì về mới bắt được mấy con lợn nhà của mình nha. Như các bác là
chưa hiểu về chó sang thì các bác cứ nói là chó ngu cũng ăn được, nhưng mà nói thật sự những chó mà nào nó chỉ thích loại nào thì mình mới ăn được thôi, còn nó không thích như ông ủi nó chạy đi mấy bước này quay lại luôn, nó không không làm đâu nha. Mình cũng đã từng mang đi đuổi heo này, đuổi lợn này quá nhiều luôn, nhưng mà con nào mà nó thích 10 lợn thì nó cũng không thích 10 heo mấy, đa có ít con là nó thích đa hệ. Còn nếu mà nó đã chơi lợn rồi thì nó lại không thích hiêu mấy, mà nó đã chơi hiêu rồi thì nó lại không thích cái lợn mấy. Mấy chó nó một kiểu. Con này nhỏ nhỏ thôi nha, rất nhỏ chó. Mình đang tính là thời gian nữa mình phải lấy con khoang khoang kia về ghép với con này, thì để hai người nó to như nhau, nó đi rừng ăn như nhau, để nó thành một đôi mình mang đi sang. Mình đây thì chắc là ra diên nên chưa từng đi, chưa đi được. Ăn Tết xong à, chắc phải vào tháng 6, tháng 7 hay là tháng 9, tháng 10 mới có thời gian để đi thôi. Mới một năm mình gọi là đi vài chuyến để lấy một vài con về ăn chơi thôi, còn gọi đi lại liên tục thì mình không đi được. Công việc mình là người nông thôn, làm nương làm giấy, còn trồng cây trồng viết nó không đi được nha anh em nha. Trước khi là có vụ gì anh em gọi, anh em mà đã bán bị thương hoặc là đánh chó a quá nên là người ta chó không không đổi được thì gọi, thì mình cũng mới dành thời gian để đi được. À vậy là lúc nào cũng đi được từ đều 24/24 là mình nói anh em thông cảm, mình không đi được mấy năm nay là mình đang trùng đuổi nó nhiều quá. Là cao đây hôm nay trời mưa, mình tí nữa mình bộ xích lại vào, không họ thả dê lại chết nha. Anh em nếu có gì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình, xong rồi có những con nào mà nó hay nó đẹp thì có rất nhiều luôn nha, giá nó hợp lý thì anh em có thể điện cho mình, bác hộ anh em bất kỳ đâu mình cũng có thể xích được nha.